quan điểm Phật giáo về sự đau đớn và bệnh tật. Nhiều tác giả: Hoàng Phong chuyển ngữ, nhà xuất bản Hồng Đức. Lời tựa: vì nguyên nhân sự hiện hữu của cái này hiện ra, cái kia hiện ra. Vì nguyên nhân sự tạo tác của cái này, cái kia phát sinh. Quy luật mang tính cách toàn cầu, chi phối tất cả mọi hiện tượng này, đã được Đức Phật thuyết giảng cách đây hơn 2.500 năm và được ghi chép lại qua hai câu trên đây trong Đạo Can Kinh, Talisambha Sutra, cũng như trong nhiều bài kinh khác trong Kinh Tạng. Từ quy luật này, chúng ta cũng có thể suy ra rằng vì nguyên nhân sự tạo tác của năm thứ cấu hợp đưa đến sự hình thành của một cá thể, nên sự già nua, bệnh tật và cái chết cũng sẽ xảy ra với cá thể ấy. Suốt trên dòng biến động trong quá trình hiện hữu của mỗi con người chúng ta, trước khi đối diện với biến cố sau cùng là cái chết, sẽ có vô số các biến cố khác liên tiếp xảy ra. Có những biến cố đưa đến những điều kiện thuận lợi, tạo ra một sự thoải mái và hạnh phúc nào đó. Thế nhưng cũng có những biến cố kém thuận lợi hơn, mang lại mọi thứ đớn đau và bệnh tật. Các sự thoải mái và hạnh phúc thì cũng chẳng cần phải quan tâm, dù rằng sớm hay muộn, chúng cũng sẽ đưa đến một tình trạng bất toại nguyện, tức là một sự khổ đau nào đó. Thế nhưng, đối diện với các sự đau đớn và bệnh tật, thì chúng ta phải xử lý như thế nào? Là người Phật giáo, chúng ta phải hiểu rằng đau đớn và bệnh tật là do chính mình tạo ra cho mình. Vì thế chính mình cũng phải tự giải quyết các khó khăn ấy cho mình. Cầu xin sự trợ giúp từ một sức mạnh thiêng liêng bên ngoài để hy vọng và chờ đợi kết quả cũng chỉ là một cách che giấu sự sợ hãi và lo âu của mình, đồng thời phản ánh một thể dạng u mê nào đó trong sự vận hành của tâm thức mình mà thôi. Quyển sách này trình bày quan điểm của Phật giáo đối với sự đau đớn và bệnh tật, cũng như các phản ứng và thái độ mà người Phật giáo cần phải có để giúp mình đối phó với các khó khăn ấy. Ngoài hai bài kinh trong Kinh Tạng, sẽ có thêm một vài bài giảng và bài viết khác của các nhà sư, học giả và khoa học gia Phật giáo thuộc các bối cảnh thời gian và địa lý khác nhau, qua các học phái cũng như các quan điểm khác nhau về chủ đề này. Hy vọng rằng các bài được lựa chọn trên đây sẽ phản ảnh được phần nào quan điểm của Phật giáo về sự đau đớn và bệnh tật. Tuy nhiên, mọi sự thẩm định và phán đoán là phải dành cho người đọc. Ngoài ra, về phương diện trình bày, người dịch cũng mạn phép thêm một vài ghi chú nhỏ nhằm giúp người đọc tìm hiểu và theo dõi nội dung trong các bản gốc được dễ dàng hơn. Bài 1. Đức Phật thuyết giảng về sự đau đớn. Tương ưng Bộ Kinh, bài 36, đoạn 6. Lời giới thiệu của người dịch: mũi tên biểu trưng cho một sự đau đớn trên thân xác, nhưng cũng có thể là nguyên nhân gây ra một sự hoảng sợ trong tâm thần. Phật giáo chủ trương một cá thể gồm có 6 giác quan. Ngoài ngũ giác ra thì tri thức hay tâm thức cũng được xem là một giác quan. Đối tượng nhận biết của nó là xúc cảm, tư duy, ảo giác, kỷ niệm, trí nhớ, sự tưởng tượng, các giấc mơ, vân vân. Mũi tên đâm vào da thịt khiến người bị trúng tên đau đớn. Thế nhưng cũng có thể khiến cho người này hoảng sợ, la hét, kinh hoàng, tức giận, oán trách, hoặc cũng có thể ngất xỉu. Trong bài kinh dưới đây, Đức Phật gọi các xúc cảm đớn đau ấy là do một mũi tên thứ hai bắn trúng vào tâm thức mình, tức là xuyên vào cơ quan giác cảm thứ 6 của mình.
Một người tu tập không để cho mũi tên thứ hai ấy bắn trúng mình và chỉ nhận biết sự đau đớn trên thân xác gây ra bởi một mũi tên duy nhất mà thôi. Hơn nữa, người tu tập cũng xem sự đau đớn ấy không phải là thuộc của mình, không phải là mình, hay đấy cũng là một phương cách khác giúp mình tự tách rời ra khỏi những đau khổ trong cuộc sống. Điểm thứ hai mà Đức Phật nêu lên trong bài kinh này là một sự mở rộng liên quan đến phản ứng của chúng ta trước những giác cảm đau đớn. Thật vậy, hàng ngày chúng ta bị không biết bao nhiêu mũi tên đủ loại nhắm bắn. Có những mũi tên chỉ làm sướt da, nhưng đôi khi cũng có những mũi tên phập vào chỗ nhược. Và cứ mỗi mũi tên phập vào các giác quan trên thân xác thì lại còn kèm thêm một mũi tên thứ hai bắn vào tâm thức mình nữa. Thay vì nhìn thẳng vào những thứ đau đớn đó để tìm cách hóa giải chúng, thì chúng ta lại tìm mọi cách khỏa lấp, che giấu và bù đắp chúng bằng lạc thú. Và trong bài kinh này, thì trong số các lạc thú ấy, Đức Phật chỉ nêu lên dục tính là một hình thức lạc thú mạnh nhất mang tính cách bản năng. Khổ đau theo Phật giáo mang ý nghĩa thật sâu sắc và bao quát từ những khổ đau của khổ đau, tức là những sự đau đớn thô thiển nhất trên thân xác, cho đến những khổ đau gây ra bởi vô thường, tức là khổ đau của sự bất toại nguyện, và cả những khổ đau thật sâu kín thuộc bản chất của sự hiện hữu, tức là khổ đau của sự hình thành trói buộc. Nếu mở rộng tầm nhìn, thì chúng ta sẽ thấy rằng, dưới một góc cạnh nào đó, sự sinh hoạt của con người hầu hết là nhằm để khỏa lấp và bù đắp cho các thứ khổ đau mang tính cách hiện sinh trên đây. Nào là âm nhạc, trò chơi điện tử, phim ảnh, quần áo, phấn son, xe hơi, bóng loáng, cho đến các lạc thú dục tính mà người ta thường gọi dưới một cái tên thật đẹp là tình yêu. Bài kinh về mũi tên chuyển ngữ dưới đây được dựa vào hai bản tiếng Anh của Thanissaro Bhikkhu và của Nyanaponikatera, một bản dịch tiếng Pháp của Michel Bruns và một bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bài kinh về mũi tên. Này các tỳ kheo, một người bình dị không được học hỏi, cảm biết được các giác cảm thích thú, đớn đau, không thích thú cũng không đớn đau, hay trung hòa. Một môn đệ cao quý được hưởng sự giáo huấn cũng cảm biết được các giác cảm thích thú, đớn đau, không thích thú cũng không đớn đau. Vậy sự khác biệt ở đâu? Sự cách biệt giữa họ như thế nào? Và các yếu tố nào giúp để phân biệt giữa một môn đệ cao quý được hưởng sự giáo huấn và một người bình dị không được học hỏi? Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là cội nguồn của những lời giáo huấn, là người giảng dạy và cũng là người bình giải. Vì thế, tốt hơn hết, xin Đấng Thế Tôn hãy giải thích về ý nghĩa của câu ấy. Nếu được nghe chính Đấng Thế Tôn nói lên, thì các tỳ kheo sẽ mãi mãi ghi nhớ những lời nói ấy. Này các tỳ kheo, vậy hãy chăm chú lắng nghe, ta sẽ giảng. Các tỳ kheo vâng dạ. Bạch Thế Tôn, chúng con xin lắng nghe. Đấng Thế Tôn giảng rằng, một người bình dị không được học hỏi, mỗi khi phải gánh chịu một giác cảm đau đớn thì sẽ ta thán, oán trách, đau buồn, đấm ngực, hối tiếc vì mình đã lỡ lầm và hoảng sợ. Đấy là cách mà người ấy cảm nhận hai sự đau đớn trên thân xác và trong tâm thần. Chẳng khác gì như người ta bắn một mũi tên vào một người nào đó, sau đấy lại bắn thêm một mũi thứ hai. Người này tất phải chịu sự đau đớn của hai mũi tên. Cũng thế, một người bình dị không được học hỏi, mỗi khi phải gánh chịu một cảm nhận đớn đau thì sẽ ta thán, oán trách, đau buồn, đấm ngực và hoảng sợ. Đấy là cách mà người ấy cảm nhận cả hai thứ khổ đau trên thân xác và cả trong tâm thần.
khi phải gánh chịu một giác cảm đau đớn, thì một người không được học hỏi sẽ tìm cách kháng cự lại, cưỡng lại, không chấp nhận sự đau đớn ấy. Người này sẽ không sao tránh khỏi bị ám ảnh bởi thái độ kháng cự bướng bỉnh ấy của mình. Vì phải gánh chịu giác cảm đau đớn ấy, nên người này tìm sự vui thích trong các lạc thú dục tính với mục đích che lấp hay bù đắp các giác cảm đau đớn của mình. Tại sao lại như thế? Bởi vì một người bình dị không được học hỏi sẽ không thể tìm được một lối thoát nào khác hơn trước các giác cảm đau đớn của mình ngoài các lạc thú dục tính. Khi đã tìm kiếm sự vui thích trong các lạc thú dục tính thì người ấy tất sẽ bị ám ảnh bởi bất cứ một sự đam mê bướng bỉnh nào đối với các lạc thú ấy. Vì không nhận biết được thật sự giác cảm lạc thú ấy bắt nguồn từ đâu, sự chấm dứt của nó là gì, sức quyến rũ của nó như thế nào, các tác hại của nó ra sao và đâu sẽ là lối thoát, nên người ấy luôn bị ám ảnh bởi sự vô minh bướng bỉnh của mình đối với các giác cảm không thích thú cũng không đớn đau. Cảm nhận được sự thích thú, người ấy có cảm giác như mình gắn liền với nó, sự thích thú và mình là một. Cảm nhận được sự đau đớn, người ấy có cảm giác như mình gắn liền với nó. Cảm nhận được sự không thích thú cũng không đớn đau, người ấy có cảm giác như mình gắn liền với nó. Vì thế có thể xem người ấy là một người bình dị không được học hỏi, một người gắn liền với sự sinh, già nua và cái chết, với đau buồn, ta thán, khốn cùng và tuyệt vọng. Này các tỳ kheo, ta bảo rằng người ấy tự trói mình với khổ đau. Đối với một môn đệ cao quý được hưởng sự giáo huấn, thì dù phải gánh chịu một giác cảm đau đớn thì cũng không ta thán, oán trách, đau buồn, không đấm ngực, cũng không hoảng sợ. Vì thế người ấy cũng chỉ cảm nhận một sự đau đớn duy nhất trên thân xác, không có một sự đau đớn nào xảy ra trong tâm thần. Đấy cũng chẳng khác gì như người ta chỉ bắn một mũi tên vào một người nào đó và sau đấy thì không bắn thêm một mũi tên nào khác nữa. Vì thế, người ấy cũng chỉ cảm nhận sự đau đớn gây ra bởi một mũi tên duy nhất mà thôi. Cũng thế, một môn đệ cao quý được hưởng sự giáo huấn thì dù phải gánh chịu một giác cảm đau đớn thì cũng không ta thán, oán trách, đau buồn, cũng không đấm ngực, cũng không hoảng sợ. Người ấy chỉ cảm thấy đau đớn duy nhất trên thân xác, nhưng tâm thần thì không hề xao xuyến. Người này dù phải gánh chịu giác cảm đau đớn, nhưng không tìm cách kháng cự lại. Người này sẽ không hề bị ám ảnh bởi sự kháng cự bướng bỉnh của mình đối với sự cảm nhận đớn đau. Dù phải gánh chịu sự cảm nhận đớn đau, thế nhưng người này không tìm kiếm sự vui thích trong các lạc thú dục tính. Tại sao lại như thế? Bởi vì một môn đệ cao quý được hưởng sự giáo huấn sẽ quán thấy thật rõ ràng phương pháp giúp mình thoát ra khỏi các giác cảm đớn đau, khác hơn là bằng cách tìm kiếm các lạc thú dục tính. Vì không hề tìm kiếm sự vui thích trong các lạc thú dục tính, nên người ấy sẽ không bị ám ảnh bởi sự đam mê bướng bỉnh của mình đối với các giác cảm thích thú. Nhờ quán thấy thật minh bạch nguồn gốc, sự chấm dứt, sự quyến rũ, các tác hại của các giác cảm ấy và cả phương cách thoát ra khỏi chúng, nên người ấy không còn bị chi phối bởi sự vô minh bướng bỉnh của mình đối với các giác cảm ấy, cũng như đối với thể dạng không thích thú cũng không đớn đau. Cảm nhận sự thích thú, người ấy cảm thấy mình tách rời ra với nó. Cảm nhận sự đau đớn, người ấy cảm thấy mình tách rời ra với nó. Cảm nhận được giác cảm không thích thú cũng không đau đớn, người ấy cảm thấy mình tách rời ra với nó. Vì thế, có thể xem người ấy như là một môn đệ cao quý, được hưởng sự giáo huấn, đã tách ra khỏi sự sinh, sự già nua và cái chết, đã tách ra khỏi mọi thứ lo buồn, ta thán, đau buồn, khốn cùng
và tuyệt vọng. Ta bảo cho các tỳ kheo biết rằng người ấy đã thoát ra khỏi khổ đau. Lời kệ. Đấy là sự khác biệt, sự chênh lệch và cũng là các yếu tố giúp phân biệt giữa một môn đệ cao quý được hưởng sự giáo huấn và một người bình dị không được học hỏi. Những ai đã quán thấy và chăm lo học hỏi sẽ không cảm thấy trong tâm thần mình một sự cảm nhận thích thú hay đớn đau nào. Đấy là sự khác biệt và sự khôn khéo giữa một kẻ sáng suốt và một người bình dị. Đối với một người được hưởng sự giáo huấn, thấu triệt được Dhamma, đạo pháp và quán thấy được thật minh bạch những gì sẽ xảy ra với mình trong kiếp sống này và cả kiếp sống sau, thì những gì mang tính cách thích thú sẽ không thể mê hoặc được tâm thức người ấy. Và những gì ghét bỏ cũng sẽ không thể tạo được một sự đề kháng nào của người ấy. Dù có chấp nhận hay không chấp nhận những thứ ấy, thì cuối cùng chúng cũng tan biến hết, nào chúng có hề hiện hữu đâu. Khi đã quán triệt được thế nào là sự ô nhiễm của lạc thú và thể dạng đau buồn mang lại từ giác cảm, thì người ấy sẽ vượt lên trên mọi sự hình thành và đạt được bến bờ bên kia. Vài lời ghi chú của người dịch. Nội dung của bài kinh tương đối dễ hiểu và đã được tóm lược trong phần giới thiệu trên đây. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể đối chiếu các bản dịch khác nhau, ít nhất là trên phương diện hình thức, hầu giúp mình tìm hiểu và học hỏi thêm. Kinh điển là một phương tiện chuyển tải trí tuệ của Đức Phật, và các bản kinh đầu tiên bằng tiếng Pali cũng chỉ bắt đầu được ghi chép trên lá bối vào khoảng cuối thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch, khi người Tamil từ miền Nam Ấn Độ tràn lên đảo Tích Lan đánh phá. Chúng ta cũng cần ý thức rằng Đức Phật thuyết giảng cho những người dân chất phác trong thung lũng sông Hằng cách nay đã hơn 25 thế kỷ, và không mấy người trong số họ được đi học và biết chữ như chúng ta ngày nay. Tuy thế, sau gần 5 thế kỷ truyền khẩu và 20 thế kỷ sao chép và dịch thuật, chúng ta vẫn còn thừa hưởng được những lời thuyết giảng sâu sắc và siêu việt của Đức Phật. Quả đấy là cả một kỳ công trong lịch sử tư tưởng nhân loại. Tất cả đều nhờ vào sức cố gắng phi thường của các thế hệ tiền nhân. Vì thế, chúng ta nên tiếp tục bảo tồn gia tài đó một cách xứng đáng và cẩn thận. Các vị Thanissaro Bhikkhu năm 1949, Nijana Pondika Thera năm 1901-1994, Hòa thượng Thích Minh Châu năm 1918-2012, Thiền sư Michel Bruns là một gia vị tiêu biểu cho cả một số người thật đông đảo đã hy sinh trọn đời mình để đảm đang trọng trách đó. Dù sao thì công việc dịch thuật cũng khó tránh khỏi ảnh hưởng của cá tính người dịch cũng như bối cảnh văn hóa của từng địa phương và thời đại. Các bản dịch bài kinh Salatha Sutta của các vị trên đây do đó cũng mang một vài nét khác biệt. Thanissaro Bhikkhu và Nijana Pondika Thera đều cố gắng dịch một cách thật dễ hiểu. Tuy nhiên, bản dịch của Thanissaro tỏ ra tự chương hơn, và trong hai câu sau đây trong bản dịch của ông có một chữ mới là chữ stress, chứng căng thẳng thần kinh, do chính ông ghép thêm vào. Ở khoảng giữa bài kinh là câu: Này các tỳ kheo, ta bảo rằng người ấy tự trói mình với khổ đau và căng thẳng tâm thần. Câu kết của bài kinh là câu: Ta bảo cho các tỳ kheo biết rằng người ấy đã thoát ra khỏi khổ đau và căng thẳng tâm thần. Chữ căng thẳng tâm thần hay căng thẳng thần kinh là một thuật ngữ thuộc các ngành y khoa và tâm lý học hiện đại. Và thiết nghĩ cũng không cần ghép thêm chữ này vào chữ khổ đau, dukkha, suffering, trong bản kinh gốc, bởi vì chữ dukkha, khổ đau trong Phật giáo cũng đã mang ý nghĩa thật rộng và đầy đủ, bao hàm các thứ khổ đau của khổ đau, khổ đau vì vô thường và khổ đau vì bản chất trói buộc của sự hiện hữu.
Văn phòng trong bản dịch của Nijana Pandika có vẻ hiện đại hơn và cũng không thấy dịch phần kệ kèm theo bài kinh. Có thể Nijana Pandika cũng đã ý thức được rằng các câu kệ ấy không phải là các lời thuyết giảng của Đức Phật. Bản dịch tiếng Pháp của Michel Bruns căn cứ vào hai bản tiếng Anh trên đây cho thấy cách dùng chữ rất khéo và ý nghĩa trong bài kinh cũng được diễn đạt rất rõ. Thế nhưng trong phần dịch các câu kệ thì lại cho thấy dường như có một sự tránh né nào đó. Có lẽ Michel Bruns muốn tránh không nêu lên khái niệm luân hồi, nên trong câu kệ, đối với một người được hưởng sự giáo huấn, thấu triệt được đạo pháp và quán thấy được những gì sẽ xảy ra với mình trong kiếp sống này và kiếp sống sau. Đã dịch các chữ kiếp sống này và kiếp sống sau là thế giới này và thế giới khác. Do đó, đã không nói lên được ý nghĩa của câu này trong bản gốc. Đối với bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, thì chúng ta nhận thấy rõ ràng là Hòa Thượng đã sử dụng quá nhiều chữ Hán, do đó bản dịch trở nên khó hiểu cho một số người ngày nay thường không có căn bản Hán học. Chẳng hạn như, trong các câu mở đầu bài kinh, Đức Phật nêu lên chủ đề là có những sự khác biệt nào giữa một người bình dị và một người tu hành khi cả hai đều cảm biết được như nhau, các giác cảm thích thú, đau đớn và không thích thú cũng không đau đớn. Thế nhưng, Hòa Thượng đã dịch câu này một cách rất từ chương và bằng các thuật ngữ tiếng Hán như sau. Này các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu, cảm thọ cảm giác lạc thọ, cảm thọ cảm giác khổ thọ, cảm thọ cảm giác bất khổ bất lạc thọ. Này các tỳ kheo, bậc đa văn thánh đệ tử, cũng cảm thọ cảm giác lạc thọ, cảm thọ cảm giác khổ thọ, cảm thọ cảm giác bất khổ bất lạc thọ. Ở đây, này các tỳ kheo, thế nào là đặc thù, thế nào là thù thắng, thế nào là sai biệt giữa bậc đa văn thánh đệ tử và kẻ vô văn phàm phu? Cách dịch đó vừa dài dòng lại vừa khó hiểu. Nói rộng hơn thì chúng ta sẽ thấy rằng nếu Phật giáo Việt Nam còn tiếp tục lệ thuộc quá nhiều vào kinh sách Hán ngữ thì việc phát triển sẽ còn gặp nhiều khó khăn và trở ngại. Bài 2. Đức Phật từng cảm nhận các giác cảm đau đớn. Tương ưng bộ kinh. Bài 3 đoạn 18. Bài 4 đoạn 13. Bài kinh về mảnh đá. Lời giới thiệu của người dịch. Dường như trong kinh Tạng ít nhất có 2 lần nhắc đến trường hợp Đức Phật từng cảm nhận các giác cảm đau đớn. Lần thứ nhất khi Ngài bị ám hại và một mảnh đá đã đâm vào chân khiến Ngài bị thương, và lần thứ hai khi Ngài bị trúng thực trước khi tịch diệt. Trường hợp thứ nhất xảy ra khi Đức Phật cũng đã trọng tuổi. Lúc bấy giờ trong tăng đoàn có một người tên là Bồ Đề Đạt Đa, Devadatta, em họ của Đức Phật, bất đồng chính kiến với Ngài về một số giới luật. Devadatta yêu cầu Đức Phật phải ban hành các giới luật thật khắt khe đối với các người xuất gia, chẳng hạn không được ngủ trong nhà, phải ngủ dưới gốc cây hay trong các túp lều che bằng lá cây rừng, không được nhận ăn khi có người mời, chỉ ăn những gì trong bình bát do chính mình khất thực, phải ăn toàn rau trái, không được ăn thịt cá, phải sống di động, không được sống bám vào một nơi cố định. Đức Phật không hoàn toàn chấp thuận và đưa ra một giải pháp dung hòa hơn bằng cách chỉ chấp nhận cho tăng đoàn tuân thủ các điều luật ấy trong một số hoàn cảnh nhất định nào đó với mục đích tránh mọi hình thức cực đoan. Vào thời kỳ này, tăng đoàn cũng đã lớn mạnh, nhiều nhóm bắt đầu sống trà trộn với sự sinh hoạt thế tục và bám vào những nơi đông dân cư, và do đó đã đánh mất đi ít nhiều truyền thống cũng như nguyên tắc của người tu hành là phải xa lìa thế tục. Trước tình trạng đó, Đề Bà Đạt Đa đã thuyết phục được một số tỳ kheo theo về với mình và lập ra một tăng đoàn riêng. Sự chia rẽ này có thể đã đưa dẫn đến các âm mưu ám hại Đức Phật.
Luật Tạng Vinaya Tiểu Phẩm Kulavagga Chương 7 Bài 3 Đoạn 9 có thuật lại câu chuyện về Đề Bà Đạt Đa đã lăn một tảng đá lớn từ trên dốc cao xuống phía Đức Phật và các đệ tử của Ngài ở bên dưới. Tảng đá lăn trệch sang một bên, không trúng vào Đức Phật, thế nhưng cũng có một mảnh đá vỡ đâm vào chân khiến Ngài bị thương. Trong Tương Ưng Bộ Kinh Samyutta Nikaya có hai bài kinh nhắc đến sự kiện này, và cả hai đều mang cùng một tựa như nhau là bài kinh về mảnh đá Sakalika Sutta. Tương Ưng Bộ Kinh bài 3 đoạn 18 và bài 4 đoạn 31. Bài kinh về mảnh đá. Tôi từng được nghe như vậy. Một lần Đấng Thế Tôn ngụ gần thành Vương Xá Rajagaha tại khu vườn hưu Madakuchi. Vào lúc bấy giờ, Đấng Thế Tôn bị một mảnh đá đâm vào chân. Các giác cảm đau đớn cực độ trên thân xác xảy đến với Ngài: đau buốt, nhức nhối, gay gắt, khó chịu, mệt mỏi, bực bội. Thế nhưng Ngài đã chịu đựng các sự đau đớn ấy một cách thật tỉnh giác, minh mẫn, không chút xao động. Ngài gấp mảnh y thượng làm tư để gối đầu và nằm nghiêng bên phải uy nghi trong tư thế của một con sư tử, chân này gác lên chân kia thật tỉnh giác và minh mẫn. 700 nàng tiên trong đoàn Satulapa, tòa ánh hào quang chiếu sáng suốt đêm cả khu vườn hưu Madakuchi. Họ đến gần Đức Phật vái chào và đứng sang một bên. Sau khi đứng sang một bên và trước mặt Đấng Thế Tôn, một nàng tiên thốt lên như sau: Ngài Cồ Đàm trầm tư chẳng khác gì một con long xà. Mỗi khi các giác cảm đau đớn hiện lên, đau buốt, nhức nhối, gay gắt, khó chịu, mệt mỏi, bực bội, thì tương tự như một con long xà, Ngài chịu đựng một cách thật tỉnh giác, minh mẫn, không một chút xao động. Một nàng tiên khác trước mặt Đấng Thế Tôn lại thốt lên: Ngài Cồ Đàm trầm tư chẳng khác gì một con sư tử. Mỗi khi các giác cảm đau đớn hiện lên, đau buốt, nhức nhối, gay gắt, khó chịu, mệt mỏi, bực bội, thì tương tự như một con sư tử, Ngài chịu đựng các sự đau đớn ấy một cách thật tỉnh giác, minh mẫn, không một chút xao động. Một nàng tiên khác trước mặt Đấng Thế Tôn lại thốt lên: Ngài Cồ Đàm trầm tư chẳng khác gì một con ngựa giống. Mỗi khi các giác cảm đau đớn hiện lên, đau buốt, nhức nhối, gay gắt, khó chịu, mệt mỏi, bực bội, thì tương tự như một con ngựa giống, Ngài chịu đựng các sự đau đớn ấy một cách thật tỉnh giác, minh mẫn, không một chút xao động. Một nàng tiên khác trước mặt Đấng Thế Tôn lại thốt lên: Ngài Cồ Đàm trầm tư chẳng khác gì một con bò mộng vô song. Mỗi khi các giác cảm đau đớn hiện lên, đau buốt, nhức nhối, gay gắt, khó chịu, mệt mỏi, bực bội, thì tương tự như một con bò mộng vô song, Ngài chịu đựng các sự đau đớn ấy một cách thật tỉnh giác, minh mẫn, không một chút xao động. Một nàng tiên khác trước mặt Đấng Thế Tôn lại thốt lên: Ngài Cồ Đàm trầm tư chẳng khác gì một người khuân vác khỏe mạnh. Mỗi khi các giác cảm đau đớn hiện lên, đau buốt, nhức nhối, gay gắt, khó chịu, mệt mỏi, bực bội, thì tương tự như một người khuân vác khỏe mạnh, Ngài chịu đựng các sự đau đớn ấy một cách thật tỉnh giác, minh mẫn, không một chút xao động. Một nàng tiên khác trước mặt Đấng Thế Tôn lại thốt lên: Ngài Cồ Đàm trầm tư chẳng khác gì một người đã thuần thục. Mỗi khi các giác cảm đau đớn hiện lên, đau buốt, nhức nhối, gay gắt, khó chịu, mệt mỏi, bực bội, thì tương tự như một người đã thuần thục, Ngài chịu đựng các sự đau đớn ấy một cách thật tỉnh giác, minh mẫn, không một chút xao động. Một nàng tiên khác trước mặt Đấng Thế Tôn lại thốt lên: Hãy trông kìa, một tâm thần tập trung cao độ, một tâm thức buông xả tuyệt vời, không kiềm tỏa cũng không gượng ép. Trong tâm thức đó không một sự chuyển động tâm thần nào
bị trấn áp hay đè nén. Bất cứ ai nếu không trông thấy được một vị tương tự như long xà, như sư tử, như ngựa giống, như bò mộng vô song, như một người khuân vác khỏe mạnh, một con người thuần thục, thì phải chăng đó là một kẻ đáng bị trừng phạt, nếu không muốn nói là một kẻ đuôi mù. Bài kệ: các vị Bà La Môn dù có học thuộc cả năm bộ kinh Vệ Đà, dù có tuân thủ 100 năm khổ hạnh, thì tâm thức họ cũng không sao đạt được sự giải thoát đích thực. Thấp kém từ bản chất, họ nào đạt đến bến bờ bên kia. Vướng mắc trong tham lam, chỉ biết tuân thủ giới luật và thực thi nghi lễ. Dù có sống 100 năm khổ hạnh, thì tâm thức họ cũng sẽ chẳng bao giờ đạt được sự giải thoát đích thực. Thấp kém từ bản chất, họ nào đạt đến bến bờ bên kia. Này những kẻ ngạo mạn không kiềm chế được mình, hỡi những ai sao lãng chìm đắm trong vô minh, dù có chọn nơi hoang dã sống cuộc sống không lo nghĩ, thì cũng chẳng bao giờ vượt thoát được lãnh địa của ma vương. Thế nhưng nếu biết từ bỏ sự ngạo mạn, tập trung vào nội tâm mình, thực hiện được một tâm linh tỉnh thức trong bất cứ một cảnh huống nào, thì khi đó nếu chọn chốn hoang vu sống cuộc sống không lo nghĩ, tất sẽ vượt thoát khỏi lãnh địa của ma vương. Bài kinh về mảnh đá, kinh Tương Ưng Bộ, bài 4, đoạn 13. Tôi từng được nghe như vậy: có một lần Đấng Thế Tôn ngụ gần thành Vương Xá, vào lúc bấy giờ Ngài bị một mảnh đá đâm vào chân. Các giác cảm đau đớn cực độ trên thân xác xảy đến với Ngài: đau buốt, nhức nhối, gay gắt, khó chịu, mệt mỏi, bực bội. Thế nhưng Ngài đã chịu đựng sự đau đớn ấy một cách thật tỉnh giác, minh mẫn, không một chút xao động. Ngài gấp mảnh y thượng làm tư để gối đầu và nằm nghiêng về bên phải, uy nghi trong tư thế của một con sư tử, chân này gác lên chân kia, thật tỉnh giác và tinh tường. Tên hung ác ma vương tìm đến bên Đấng Thế Tôn và sướng lên tiết thơ sau đây: Ngài nằm đấy mơ màng hay ngây ngất một vần thơ, mục đích đời mình phải chăng đã tiêu tan hết, cô đơn trong túp lều hẻo lánh, Ngài ngủ vùi sầu bi trên gương mặt. Đức Phật đáp lại: ta nằm đây không bàng hoàng, cũng chẳng ngây ngất một vần thơ, mục đích ta đã đạt, chẳng một chút sầu bi. Thanh thản một mình ta trong túp lều trống vắng, thương chúng sinh, từ bi ấm áp đáy lòng ta. Kìa những kẻ mũi tên đâm vào ngực, tim đập dồn, rung lên trong hoảng hốt, nhưng vẫn cứ ngủ say với mũi tên cắm trong tim. Tại sao ta lại không ngủ được? Khi tim ta, mũi tên kia không còn nữa, ta nằm nghỉ, nào có phải vì kinh hoàng đánh thức? Lòng thanh thản, nào đâu kinh sợ một giấc nồng? Ngày hay đêm, lòng ta nào vướng bận? Thế gian này không một chút suy vong. Ta nằm đây thanh thản một giấc nồng, thương chúng sinh, từ bi ấm áp đáy lòng ta. Tên hung ác ma vương thất vọng và chán nản khi nhận thấy: Thế Tôn nào có lạ gì ta? Đấng toàn năng quả có lạ gì ta nữa? Và tức thời biến mất. Vài lời ghi chú của người dịch: một hình tướng cấu hợp của một cá thể luôn bị chi phối bởi quy luật tương liên và tương tác giữa mọi hiện tượng. Trong lĩnh vực tâm thần thì sự tương liên đó vận hành dựa vào sự tiếp xúc giữa sáu giác quan, ngũ giác và tâm thần với ngoại cảnh. Sự tiếp xúc đó sẽ đưa đến các giác cảm trên thân xác và xúc cảm trong tâm thần của cá thể ấy, qua các thể dạng thích thú, đau đớn hay trung hòa. Dù là một vị A-la-hán, một vị Bồ-Tát hay một vị Phật, thì khi nào vẫn còn mang hình tướng cấu hợp thì cũng sẽ vẫn còn cảm nhận được
các giác cảm trên thân xác. Thế nhưng trong tâm thức họ thì không có một xúc cảm nào hiện ra. Trong cả hai bài kinh trên đây đều cho thấy Đức Phật dù bị thương nhưng không hề phát lộ một sự xao động hay đau đớn nào. Sự tỉnh giác, minh mẫn, không một chút xao động của Ngài nói lên một sự tập trung tâm thần cao độ và phản ánh một tâm thức buông xả tuyệt vời. Trong sự thanh thản đó, không có một thoáng xúc cảm nào bị kìm tỏa hay mang tính cách gượng ép, không có một sự chuyển động tâm thần nào bị trấn áp hay dồn nén. Đấy chính là sự yên lặng của một vị Phật, một sự yên lặng tuyệt đối từ thân xác đến ngôn từ và cả trong tâm thức, tương tự như đại dương mênh mông và phẳng lặng, không một gợn sóng lăn tăn, cũng không một luồng nước ngầm trong đáy nước. Hai bài kinh trên đây tuy vẫn được gọi là kinh, thế nhưng không phải là những lời thuyết giảng của Đức Phật, mà thật ra chỉ là những sự diễn đạt của các đệ tử về sự buông xả và yên lặng bao la đó của vị thầy mình, nhằm để gửi gắm cho chúng ta hôm nay. Qua bài kinh thứ nhất, Tương ưng bộ kinh, bài 3, đoạn 18, họ tạo ra một quang cảnh thật thiêng liêng khi trông thấy cảnh tượng vị thầy mình bị thương và nằm nghỉ đêm dưới một mái lều lợp lá giữa khu vườn hưu Madakuchi. 700 nàng tiên hiện ra đứng hầu chung quanh mái lều, hào quang của họ tỏa sáng cả khu vườn cho đến sáng. Chữ nàng tiên trong bản dịch là do chữ Devadatta mà ra. Trong tiếng Phạn, chữ Deva có nghĩa là nam thiên nhân, chữ Devadatta có nghĩa là nữ thiên nhân. Nếu căn cứ vào ý nghĩa trong kinh sách thì đấy là chư thiên tái sinh qua con đường cao cả nhất của sáu nẻo luân hồi, tức có nghĩa là các chúng sinh tinh khiết nhất sống trong cõi vô sắc giới Arupa Dhatu. Dịch chữ Devadatta là nàng tiên, đồng thời cũng là cách dựa vào nền văn hóa quen thuộc của một số nước Á Châu. Trong các bản dịch sang ngôn ngữ Tây Phương đã được tham khảo thì chữ Devadatta được các dịch giả như Thanissaro Bhikkhu, Bhikkhu Bodhi, Mission Bruns giữ nguyên không dịch, bởi vì dường như là họ không tìm được một từ nào tương đương trong các ngôn ngữ xa lạ của họ. Xin được nhắc lại là Thanissaro Bhikkhu và Bhikkhu Bodhi là hai nhà sư Theravada người Mỹ và Mission Bruns là thiền sư người Pháp. Thậm chí có một bản dịch tiếng Pháp còn cho rằng chữ Devadatta thuộc giống đực, tức là một nam thiên nhân. Trong bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Minh Châu thì chữ này được dịch là quần tiên trong trường hợp gọi chung và vị thiên trong trường hợp chỉ từng người. Trở lại với 700 nàng tiên đứng hầu Đức Phật suốt đêm thì chúng ta tất sẽ nhận thấy một chi tiết sau đây. Thông thường trong các bài kinh ghi lại những lời thuyết giảng của Đức Phật thì các đệ tử tiến đến gần Ngài để vái chào, sau đó lùi lại và ngồi sang một bên. Trong bài kinh trên đây thì 700 nàng tiên lùi lại và đứng sang một bên. Họ không ngồi xuống như thường lệ mà đứng hầu suốt đêm và tỏa ánh hào quang sáng rực cả khu vườn. Thật ra cách này hơn 25 thế kỷ, các khu vườn thời bấy giờ không phải là các công viên như ngày nay, mà chỉ là những khu rừng thưa có nhiều hươu nai sinh sống, chẳng hạn như khu vườn Madakuchi trong hai bài kinh trên đây. Đức Phật xếp chiếc áo khoác ngoài làm tư để gối đầu và nằm xuống đất, chân này gác lên chân kia dưới mái che của một chiếc lều không vách. 700 nàng tiên túc trực chung quanh. Rải rác trong khu vườn giữa đêm khuya còn có hàng ngàn đệ tử của Đức Phật cũng đang nằm mơ màng. 700 quần tiên túc trực hướng nhìn vào sự tỉnh giác minh mẫn, không một mảy may xao động của Đức Phật mà hết lòng thán phục. Họ không so sánh Đức Phật với một con long xà, Naga, một loại rắn thần mà trước đây đã từng che chở cho Đức Phật đang ngồi thiền sau khi đạt được giác ngộ giữa một cơn giông bão thật khủng khiếp đang trỗi dậy. Một con sư tử, một con ngựa giống, một con bò mộng, một người quần vác, một con người thuần thục, mà đúng hơn là họ so sánh Ngài với đức tính của các con vật ấy, cũng như của một người nhẫn nại
và một người đã quen chịu đựng. Sự yên lặng của con long xà, sự uy nghi của con sư tử, sự linh hoạt của một con ngựa giống, sức khỏe của một con bò mộng, sự nhẫn nại của một người khuân vác, sức chịu đựng của một người thuần thục. Nếu bài kinh thứ nhất nêu lên một quan cảnh thiêng liêng và những phẩm tính của Đức Phật, thì trong bài kinh thứ hai, một hung thần xuất hiện để phá khuấy ngài trong đêm. Hung thần ấy chính là ma vương Mara hay thần chết, biểu trưng cho vô minh, tham lam và bám víu, đã hiện ra để nhạo báng và khinh miệt ngài. Thế nhưng Đức Phật đã cho ma vương biết rằng thái độ của ngài đối với sự đau đớn trên thân xác chỉ là sự thanh thản, an vui, không kinh sợ, cũng chẳng bàng hoàng. Ma vương chấp nhận sự thất bại của mình và biến mất khỏi tâm thức ngài. Trong cả hai bài kinh có một chữ rất khó dịch, đó là chữ Pali Sampachano. Bản tiếng Anh của Thanissaro Bhikkhu dịch chữ này là alert, tỉnh táo. Bản tiếng Anh của Bhikkhu Bodhi dịch là clearly, comprehending, hiểu biết minh bạch. Bản tiếng Pháp của Remigius dịch là vigilance, cảnh giác. Bản tiếng Việt của Hòa Thượng Minh Châu thì dịch là nhẫn chịu. Riêng chỉ có bản tiếng Pháp của Thiền sư Michel Bruns thì tỏ ra cẩn thận hơn cả. Chẳng qua vì dịch giả này đã giữ nguyên chữ Pali Sampachano và không dịch. Sampachano là một tỉnh từ, danh từ là Sampachana, tiếng Phạn là Samprachaniya. Trong chữ Sampachana có chữ Chana là một chữ rất quen thuộc, có nghĩa là trí tuệ. Chữ Sampachano trên phương diện tổng quát có nghĩa là hiểu biết minh bạch, chính xác và tinh tường. Trong bài chuyển ngữ trên đây, xin được tạm dịch chữ này là minh mẫn. Chữ Sampachano cũng thấy xuất hiện trong nhiều bài kinh khác do Đức Phật thuyết giảng, đặc biệt nhất là trong bài kinh về sự tỉnh giác Satasutta, kinh về tâm linh tỉnh thức hay chánh niệm, tương ưng bộ kinh bài 47 đoạn 35. Chữ này được hiểu như là sự quán nhận minh bạch, tinh tường và cảnh giác về vô thường. Sở dĩ mạn phép dài dòng như trên đây là chỉ nhằm lưu ý người đọc rằng nếu muốn hiểu được một bài kinh thì phải đặt bài kinh ấy vào bối cảnh của nó, tức là vào khung cảnh lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ và tư tưởng của những người sống trong thung lũng sông Hằng cách nay 25 thế kỷ. Đối với các kinh sách xuất hiện muộn, tức là các kinh sách Đại Thừa cũng vậy, cũng cần phải hiểu theo từng thời đại và từng địa phương, chẳng hạn như các kinh sách Đại Thừa Ấn Độ của Long Thụ, Vô Trước, Thế Thân vào các thế kỷ từ thứ hai đến thứ tư, các kinh sách Đại Thừa và các bản dịch của Trung Quốc vào các thế kỷ từ thứ hai đến thứ bảy, các kinh Kim Cương Thừa trước Tát vào các thế kỷ từ thứ tám đến thứ mười, vân vân. Các tác phẩm của các dịch giả Trung Quốc như Pháp Hiển thế kỷ thứ tư, Kumala Thập thế kỷ thứ tư, thứ năm, Huyền Trang thế kỷ thứ bảy và của các nhà sư hiện đại như Bhikkhu Bodhi, Thanissaro Bodhi, Michel Bruns, Thích Minh Châu cũng chỉ là những nỗ lực giúp chúng ta tìm hiểu những gì tinh túy trong các bài kinh đã được học thuộc và lưu truyền từ hơn 25 thế kỷ trước. Nêu lên sự kiện này là nhằm nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận và lưu ý đến các hình thức biến dạng của kinh sách có thể xảy ra xuyên qua ngôn từ, văn hóa, thời đại và địa phương, cũng như các ảnh hưởng phát sinh từ xúc cảm, quan điểm và khuynh hướng cá nhân của các người dịch. Do đó, các bài kệ trong hai bài kinh trên đây cũng có thể được hiểu như là những nỗ lực của những thế hệ người xưa nhằm truyền đạt và tồn lưu tư tưởng của Đấng Thế Tôn, có nghĩa là phản ảnh ít nhiều tính cách diễn đạt và cách tường thuật của họ. Tư tưởng và trí tuệ của Đức Phật vượt lên trên các bài kệ, tức là các cách diễn đạt và tường thuật ấy rất nhiều và rất xa. Hai bài kinh trên đây cũng thế, cũng chỉ là một sự cố gắng, một nỗ lực nhằm nói lên sự yên lặng mênh mông trong tâm thức của Đức Phật
và sự thanh thản vô biên tỏa ra từ toàn thân Ngài trước sự đau đớn mang lại từ thân xác cấu hợp và vô thường của Ngài. Nhiều năm sau sự kiện trên đây, thì một lần nữa Đức Phật phải chịu thêm một sự đau đớn cuối cùng khi bị trúng thực sau một bữa ăn. Trong lần đau đớn cuối cùng này, thì Ngài cũng không hề thốt lên một lời than vãn nào, mà chỉ nói với các đệ tử ngồi chung quanh những lời dặn dò cuối cùng thật trong sáng, chân tình và thiết tha.